đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Con trai kỹ sư tháp tùng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đến chúc mừng chí tài, không chỉ về nước để viếng mộ tổ của gia đình, Thành Vinh còn tháp tùng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đến chúc mừng nghệ sĩ chí tài. Vừa qua ngày 1 tháng 10, danh hài chí tài đã có buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình Fly Show chí tài 2019 những cuộc tình nghiệt ngã. Đến truyền thông và người hâm mộ, dù đang có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho show diễn của Quang Hà tối cùng ngày, nhưng Hoài Linh vẫn có mặt ở thành phố để ủng hộ tinh thần cho người anh thân thiết. Vẫn là phong cách quen thuộc, nam danh hài xuất hiện với bộ bà ba như mọi khi. Đây là trang phục yêu thích nhất của Hoài Linh thời gian qua. Tháp tùng anh là cậu con trai Thành Vinh, chàng trai này vừa về nước được ít hôm để viếng mộ tổ của gia đình. Phát biểu trong live show, Hoài Linh cho biết anh nể chí tài vì ở độ tuổi này vẫn còn tổ chức live show. Anh nhận lời đồng ý vì nể trọng bà xã của chí tài. Để nói về một cặp danh hài diễn bền bỉ nhất 25 năm, không ai khác chính là chí tài Hoài Linh. Dù sau này công việc chia riêng, nhưng mỗi khi Linh cần thì anh Tài đều sẵn lòng, không nề hà gì cả. Anh Tài là người anh đi trước, nhưng khi đi diễn em Út góp ý rất chịu nghe. Hai chúng tôi chưa bao giờ làm mất lòng nhau cả. Mừng cho anh với sức khỏe tuổi này. Như tôi ớn khi làm live show, huống chi anh Tài. Nhìn anh ăn mặc trẻ trung hơn tôi, nhưng tuổi thì hơn tôi. Với sự đồng hành của ekip, tôi hy vọng khán giả sẽ có buổi xem mãn nhãn. Khi được hỏi về việc có đồng ý giả gái trong live show lần này của chí tài, anh Bốn hài hước. Tôi từng tuyên bố ngừng giả gái vì đã quá tuổi rồi, giả không còn đẹp nữa, nhưng nếu vai diễn trong live show của anh Tài yêu cầu giả gái tôi vẫn sẽ làm. Bây giờ mình già, mình làm đàn bà, làm mẹ gì cũng được, nhưng lương đủ là được. Sau 30 phút dự họp báo, Hoài Linh xin phép ra sân bay về Hà Nội để kịp show diễn còn Thành Vinh, sau khi tiễn bố cũng thu xếp hành lý về Mỹ sau 4 ngày ngắn ngủi về nước. Ngoài bố con Hoài Linh đến chúc mừng chí tài, còn có sự góp mặt của các sao Việt như Thúy Nga, Nhật Kim Anh, Tiến Luật, Quách Ngọc Tuyên, A Chê và Thúy Ngân. Nhật Kim Anh xuất hiện với tư cách nhà tài trợ cho live show của đàn anh. Thúy Ngân cũng xuất hiện trong live show. Quách Ngọc Tuyên khiến đàn anh bị thương ở chân nên chí tài yêu cầu đạo diễn cho xin vai để trả thù lại. Để chuẩn bị cho live show, chí tài cho biết anh tập thể dục đều đặn bằng việc hít đất mỗi ngày 300 cái, chia đều ra mỗi lần 25 cái, chứ hít liền 300 cái anh không thể làm được. Live show chí tài những cuộc tình nghiệt ngã hai là một câu chuyện xuyên suốt với hai tiểu phẩm hài được danh hài Trường Giang viết riêng cho đàn anh với sự tham gia của các đồng nghiệp như danh hài Trấn Thành, danh hài Trường Giang, Lê Giang, Thu Trang, Tiến Luật, Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ, Quách Ngọc Tuyên, A Chê và diễn viên điện ảnh Thúy Ngân. Live show gồm hai đêm diễn tại sân khấu Trống Đồng ngày 25 tháng 10 và nhà hát Hòa Bình ngày 27 tháng 10.